này tao nói nhá. Mày sao mày? Mày á, mày ấn thằng Hùng cái nào thế giờ tao ấn mình thế đấy. Ôi. Đấy. Bảo sao mày bà? Chúng mày mày ấn thì thế nào mày biết tao khổ như thế nào chưa? Hả? Ba. Hả? Mày vào. Vào. Ta đi ra đi. Lên đi. Mày vào. Xuống. Nhưng mà lên đi ơi. Ba làm sao? Sao tự nhiên mà? Sao cái gì? Mày muốn xuống không? Hả? Vậy hôm nọ chúng mày dìm thằng Hùng như nào thế hôm nay thì không có gì thì tao dìm thế này đấy hả bà ơi nhá gọi con nó làm gì vậy? Lên đến nhà bà xuống đây được nữa. Nóng này, cái ao này nó hắt lên nóng. Bà không may đấy. Là bà ấy đây. Anh như vậy là đúng được gì bà? Anh như vậy là đúng được gì đó. Bà bây giờ bà lấy không bệnh nó nữa không? Bây giờ nó như vậy thì chúng mày đánh được hại. Con bảo thì cần đây ngay từ đầu bà đừng có bênh mà nói yên nó cần đỡ mất dậy ấy. Bà thấy nó hại nhà mình bao nhiêu trận như vậy xong đánh nó là đúng rồi gì nữa xong vậy. bà cứ bênh nó được một lần nha, lần này nha, xong lần sau nha, nó có như kiểu là bà bênh nó như kiểu là bà có người bênh nó rồi nên là nó cứ vậy mà như thế rồi. Nên là bà đừng có bênh nó hay đừng có làm gì nó cả, nên là tốt nhất là đừng có dây dưa gì với nó. Vậy bây giờ bà phải làm sao mà bà phải nghĩ cho bà mà cứ ấy như vậy là nó cứ được đà này con là như ôi, vậy là không thôi chắc cả thôi rồi Hòa ơi. Sao vậy bà? Mày ra lấy cái ấy là kèo cho bà đây. Làm sao mình giết thuốc cần... Trời ơi bà đứng mà trượt xuống đấy. Sao ơi? Em thôi đi bà đi để tôi lấy thôi. Mày thì lấy làm sao vậy đây? Lấy quê em. Mày thích chưa? Đấy, nên tao nói nhá. Mày á, mày ấn thằng Hùng cái nào thế giờ tao ấn mình thế đấy. Đấy. Ôi. Đấy. Chúng mày ấn thì thế nào mình biết nó khổ như thế nào chưa? Hả? Hả? Làm sao mày? Nó làm sao nữa? Sao bà bảo nó đánh như vậy là đúng mày, rồi? Mày ấn nó hùng như nào? Hả? Hả? Đây, vào đây. Đây mày thấy hậu quả chưa? Sao bà bảo nó đánh nó như vậy là đúng rồi? Đúng cái gì? Đúng cái gì mà đúng? Chúng mày ngồi tập chúng mày đánh nó như thế thì gì đó? Bây giờ không đánh chết được đúng. Bây giờ mày đánh nó thế nào bây giờ thì tao đánh mày thế vậy được. Thôi bà tin mày con lên đi bà đừng. Mày lên đây. Bà sao ấy? Lên đây tao tay mày là mấy bằng chả qua đây. Đưa lên đây tay lên tao lôi. Nào. Thôi không được. Đưa đây. Còn lại đi để con tự con lên được. Đây lôi nào. Mất mạng, chúng mày đến đây. Bà ấy làm sao, chứ sao tự
mày xuống đây. Xuống đây nhân em xuống đây. Tà ơi, bà còn đây. Bà cái gì mà bà? Bà cái gì? Bà. Hả? Cả mày nữa, mày xuống luôn đi. Xuống luôn. Bà đi. Bà làm sao? Bà đi ra đi. Chúng mày. Chúng mày tưởng là chúng mày mày hành hạ nó như vậy chúng mày. Thấy đã thấy chúng mày mày thấy như thế nào? Bà sao với bà chúng mày như thế nào? Mày cũng luôn đi. Đáng đời luôn đấy bà. Đáng đời nhỉ? Lấy đi.